Hello các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách nhà mình làm bánh bao nhân thịt xá xíu. Cả người lớn và trẻ em nhà mình đều rất là mê cái loại bánh bao này. Và cách làm cũng dễ lắm các bạn, mời các bạn cùng vào bếp. Trước tiên thì mình sẽ làm phần bột cái. Ở đây mình có là 65g bột làm bánh mì và 65g nước cùng với 5g men. Trộn đều rồi dùng bàn thực phẩm đậy lại, để ở ngoài nhiệt độ phòng. Nhiệt độ của nhà mình là khoảng 25 độ C thì mình để khoảng 90 phút. Nếu mà các bạn ở nơi có khí hậu ấm hơn thì để khoảng 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đến khi thấy có rất là nhiều bong bóng là được. Và đây là phần bột men cái mình đã ủ được khoảng 90 phút. Mình sẽ cho vào 335g bột làm bánh mì và 180g sữa tươi lấy từ tủ lạnh đó, 2 muỗng canh đường cát và 60g dầu ăn hoặc là bơ nấu tan chảy ra để nguội và nửa muỗng cà phê muối, một quả trứng gà lớn. Mình sẽ bắt đầu nhồi bột ở tốc độ nhỏ, là tốc độ của mình là 2 trên 10 đó. Đến khi mà bột đã quyện lại thành một khối thì mình sẽ tăng lên tốc độ số 4. Các bạn có thể nhồi bột bằng tay, và khi mỏi tay thì các bạn đẩy bột lại cho bột nghỉ 5 phút rồi nhồi tiếp. Và các bạn có thể cho bột nghỉ 2 lần. Khối bột sau khi nhồi được khoảng 5 phút thì không còn dính bột lên trên cái thành thau nữa. Và các bạn lưu ý là cái chân bột lúc nào cũng phải đụng dưới cái đáy thau hết á. Nếu lúc này mà bột còn dính trên thau thì các bạn phải cho thêm bột khô vào. Còn nếu các bạn thấy chân bột không có đụng dưới cái thành thau, nghĩa là bột quá khô, thì các bạn cho thêm vào một ít dầu ăn hoặc là một ít sữa tươi. Các bạn nên nhớ là cho ít thôi. Và đây là khối bột sau khi nhồi được 7 phút. Bột bây giờ cũng đã mịn nhưng mà chưa có được mịn lắm. Mình sẽ để bột nghỉ 5 phút. Bây giờ mình nhồi bột lần thứ hai, mình vẫn nhồi ở tốc độ 4 trên 10. Các bạn tiếp tục nhồi bột đến khi khối bột thật là mịn và có thể kéo màng mỏng được là bột đạt rồi đó. Đây, khối bột của mình bây giờ rất là mịn luôn á. Để mình kéo màng bột cho các bạn coi nha. Nhưng mà cái này mình kéo màng bột mình nó đi ra ngoài cái camera cho nên không có thấy được. Thì các bạn kiểm tra bột coi đạt chưa là bằng cách kéo màng bột ha. Nếu màng bột kéo mỏng ra không bị rách là đạt. Lấy khối bột ra và cuộn lại thành một khối tròn. Sau đó sẽ cho vào cái tô đã quét dầu á để ủ bột. Các bạn có thể dùng ngón tay của mình
ấn nhẹ cái mặt bột xuống. Nếu mà bột nó đàn hồi trở lại thì bột mình đã nhồi đạt. Rồi dùng bằng bọc thực phẩm hoặc là khăn ẩm đậy lại để ủ bột trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đến khi bột nở gấp đôi là được. Trong thời gian ủ bột thì mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Mình cho vào chảo 2 muỗng canh củ hành trắng sắc nhỏ. Mình cho vào chảo nóng trước mà không có dầu để cho cái củ hành này nó ráo nước. Tiếp theo cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi xào lên cho cái củ hành này nó thơm. Cho tiếp vào nấm hương cắt nhỏ. Các bạn không có nấm hương thì có thể cho nấm đông cô, hoặc là không cho nấm vào cũng được. Thì cái nhân này mình làm theo cái khẩu vị nhà mình. Xào khoảng 2 phút để cho nấm thơm. Các bạn nhớ là nên xào trên lửa vừa thôi ha. Sau đó thì mình sẽ cho vào 100ml nước cốt gà hoặc là nước để xào cho nấm chín. Bởi vì đây là nấm khô cho nên mình cần phải xào lâu hơn. Rồi cho vào 200g thịt heo xá xíu đã cắt nhỏ. Các bạn nên cắt thịt nhỏ ha, để lúc mình làm bánh bao bánh sẽ đẹp hơn. Ở đây mình cắt hơi to nè. Tiếp theo mình sẽ cho vào 1 muỗng canh tương đen ăn phở đó. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì cho 2 muỗng canh tương đen ha, và 2 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh dầu mè và 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Nếu các bạn không có rượu mai quế lộ thì có thể cho rượu nấu ăn. Các bạn không có sẵn rượu ở nhà thì không cho vào cũng không sao, nhân vẫn ngon. Rồi mình tiếp tục xào thêm 2 đến 3 phút nữa để cho thịt với lại nấm thấm hết gia vị vào. Bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp bột bắp vào để nhân kết dính lại dễ dàng hơn. Cho hết nhân ra tô rồi dùng màn thực phẩm đậy lại để nguội. Và đây là bột của mình sau khi ủ được 1 giờ. Rồi thì các bạn dùng tay ấn lên khối bột để những cái bong bóng hơi á, nó được thoát ra ngoài. Bây giờ mình sẽ cân khối bột rồi chia ra làm 12 phần bằng nhau.
Theo mình sẽ tạo khối cho 12 phần bột này. Mình tiếp tục dùng tay ấn để cho những cái phần bong bóng khí còn lại á, nó được thoát ra ngoài, rồi cuộn bột lại thành một khối tròn. Và đây là phần cuối cùng. Rồi mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm đậy lại, hoặc là các bạn có thể dùng khăn ẩm chứ không phải là ướt nha. Khăn nhúng nước chắc cho ráo đậy lại để bột nghỉ khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ dùng cái phần bột đầu tiên á để làm trước. Dùng tay để dàn bột ra. Các bạn có thể dùng cây cán bột để cán bột thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình dùng tay làm cho nó nhanh. Mình sẽ dàn bột ở phần ngoài nó mỏng hơn, rồi cho vào khoảng gần 2 muỗng canh nhân. Cách gói bánh lại cũng dễ lắm các bạn. Các bạn cứ gom 4 góc lại, rồi gom tiếp 4 góc nhỏ lại nữa, rồi mình nắm chặt ở phần giữa đó cho cái mép bột nó dính chặt lại với nhau để khi mình nướng nó không có bị bung ra. Như vậy là xong rồi đó. Mình sẽ làm tiếp cho các bạn coi cái nữa nha. Mình quên nhắc với các bạn là trên cái miếng nhựa này để cán bột nè, mình có quét lên một cái lớp dầu ăn đó, rồi mình dùng khăn giấy mình lau lại. Các bạn có thể dùng bột để cho cái dùng bột khô á để cho cái bột bánh này không có bị dính, nhưng mình không có thích dùng bột tại vì nó bay tùm lum hết trơn á, nên mình dùng dầu. Và đây là cái cuối cùng. Xong rồi thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm đậy lại để ủ bánh thêm 45 đến 50 phút nữa. Đúng ra là có 12 cái nhưng mà mình làm rớt hết một cái rồi, bây giờ còn có 11 cái thôi. Đây mình có cái lòng đỏ trứng gà với lại sữa đó, mình trộn lên để quét lên trên mặt bánh. Các bạn quét nhẹ lên trên mặt bánh một lớp mỏng hỗn hợp trứng với sữa, rồi rắc mè đen lên. Các bạn nên nhớ là phải bật lò nướng trước khoảng 15-20 phút ha, để cho lò thật nóng và nóng đều. Lúc nào mình làm bánh cũng vậy hết á, mình phải bật lò nướng lên trước. Và để nướng bánh này thì mình nướng ở nhiệt độ khoảng 180 độ C, nướng trong vòng 25 phút, hoặc là đến khi các bạn thấy mặt bánh vàng nâu là được.
Bởi vì lò nướng, mỗi lò nướng cái nhiệt nóng khác nhau, cho nên các bạn nên canh bánh ở những phút cuối để bánh không có bị khét ha. Bánh chín rồi thì mình lấy ra khỏi lò. Thì khi các bạn nhìn thấy mặt bánh nó vàng nâu như vậy là bánh đã chín rồi á. Ui, nóng quá. Đây, cái bánh bao rất là mềm và xốp, thơm nữa. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye!